chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn hướng dẫn đi tuần cây chế độ khó solo. Mình vừa solo mình sẽ vừa hướng dẫn về cơ chế tuần này cũng như là cách tăng luôn, thì mong các bạn theo dõi ha. Thì các bạn chỉ có tăng ở góc mà 12 giờ thôi, các bạn có thể vừa tăng vừa điều chỉnh với boss. Và boss sẽ làm cơ chế là nhập pizza bên trái hoặc bên phải. Và một số người bảo là nó random nhưng mà mình thấy nó là cố định. Thì các bạn cứ giữ boss ở góc 12 giờ được rồi. Ok, rất đơn giản. Bây giờ là những cái rotation chính của boss trước khi vào cơ chế của nó. Và những cái bông hoa nổ này đang sự không to thì nó sẽ gây tác động, nên là các bạn cố né được càng nhiều càng tốt, đừng có ăn. Nó sẽ ra khi nhảy bên phía, nó sẽ ra bốn bông hoa. Các bạn gác càng nhiều bông hoa càng tốt để không cho nó hồi máu. Và nếu ăn một bông hoa thì bây giờ các bạn sẽ không bị chói lại vào cơ chế tiếp theo. Ra bông ra hoa rồi, giờ sẽ gác ăn bông hoa này. Tại vì bây giờ đây là solo cho nên mình phải bắt buộc ăn hoa sớm. Các bạn không nên như thế ha, nó sẽ ra cái vùng an toàn theo vị trí của người đứng xa nhất trên bản đồ. Các bạn cũng phải lưu ý cái ao đó, cái bông pizza đó chính là đi theo người xa nhất đứng trên bản đồ đối diện của họ. Các bạn hãy tăng giữ hướng boss ở góc 6 giờ 12 giờ để khi mà nhập ao quẹ thì team có thể là trái mặt phải. Đấy, như thế đánh trái đánh phải thôi, team cũng như thế, đứng sát sát người boss thì nó đánh sẽ dễ hơn. Các bạn đứng quá xa, lúc này các bạn không cần phải giữ hướng boss thêm một góc, các bạn có thể tự do di chuyển để mà né những cái AOE này, tránh ăn quá nhiều tác động. Chuẩn bị về 55% sẽ vô cơ chế như lượt 2, lượt này sẽ ra 3 bông hoa. Thì cách kéo cũng y chang như lượt trước thôi, nhưng mà người kéo xa thì sẽ phải đi ra xa. Nhưng vì đây là solo nên không nói nhiều về cơ chế của nó nữa lắm. Vì là solo nên mình chỉ có thể ăn được 3 vòng thôi, mình không thể ăn hết được 4 vòng. Nên là boss sẽ bị hồi chút máu, không đáng kể. Và một lần ăn bông hoa nó sẽ có một cái debuff trên người. Thì hết debuff đó các bạn có thể ăn bông tiếp theo. Đó các bạn xem à. Tại vì nếu mà các bạn còn debuff trên người, các bạn ăn tiếp một bông hoa thì các bạn sẽ bị chết. Chết thì không ai có kéo bông hoa, cả team ăn pizza thì sẽ chết theo. Các bạn phải lưu ý cái điều này. Và chính là một cái các bạn cần lưu ý cái debuff khi ăn bông hoa. Và cái debuff đó sẽ tồn tại tầm vài giây. Và bây giờ mình sẽ tiến hành đánh về cơ chế là 30% của boss. Và cái cơ chế cuối cùng sẽ là kéo bông hoa. Không phải liền. Tăng bị kéo là xa rồi. Nó sẽ vô cơ chế chăm sóc mặt lời như thế này, các bạn phải chú ý. Mình đã hướng dẫn cho các bạn xem đấy. Nếu trường hợp mà tăng sơ ý bị đánh ra ngoài thì các bạn phải nhớ băng vệ cái phút mà tăng. Cái
đó chỉ có bằng về và cuối được thôi. Phải để ý nha, bởi vì nút không sẽ bị gác dọc xuống ao nè, làm khá là tốt và tăng hạn chế bị đánh văng ra ngoài như thế. Đấy là mình demo ví dụ chứ bày thêm thôi. Ồ, các bạn để ý kiểu này nha. Đấy, hạn chế mình như thế. Thấy không, rất là nguy hiểm. Đừng nên như thế. Ok, bắt 2 bông rồi, không sao. Được sát thương của mình là đủ để mà có thể kết thúc con boss này. Nên hồi tí máu cũng không sao cả. Hết điểm bút rồi, các bạn có thằng tiếp không? Thằng tiếp bông tiếp theo. Hiện tại đang bị lắc, không thấy được cái bút tiếp theo. Và mình có thể chắc chắn là nó không còn tồn tại. Ok, được rồi. Còn một cái vùng sẽ giải thích như thế nào? Thì chờ. Ok, xong. Thế là kết thúc cơ chế của boss này. Còn con cuối cùng đó, hiện tại là nó đang bị mất. Mình không có thể động của nó làm gì cả. Cứ để đó luôn, sẽ cần chiến trình boss là xong. Thì đây chính là cái cách để mà solo nuôi người cây chưa được khó. Và dưới 30% nó sẽ có một cơ chế là sẽ bị ra theo hướng của tăng. Và nó cũng khá đơn giản các bạn. Các bạn quá quan tâm, các bạn tăng ở góc 12 giờ như thế thôi. Ra pizza, nó sẽ xoay theo chiều kim đồng hồ. Nên là các bạn đi theo cái chiều xoay của pizza, nó sẽ ra trong 2 hướng. Các bạn xem nó sẽ hướng nào, các bạn đi theo hướng đó. Và mình khuyến khích là các bạn nên chạy gần con boss. Vì khi chạy gần con boss đó, chính là cái quãng đường ngắn nhất để mà né những cái pizza đó. Kể cả cường chiến và tay dài. Đây những rotation thường thường boss thôi, không gì đặc biệt. Nè, đây là hình chữ kim hồ nè, các bạn thấy không? Nó sẽ xem cái vùng an toàn đối diện hướng của tăng. Đấy, ví dụ mình đứng góc 12 giờ thì cái vùng an toàn nó sẽ ở dưới 6 giờ và nó sẽ xoay theo cái hướng chiều kim hồ hoặc là theo chiều kim hồ. Thì các bạn sẽ chỉ theo cái góc đó. Rồi xong, kết thúc con boss. Đây chính là toàn bộ những cái thứ mà liên quan đến việc mà solo đuôi cây chế độ khó. Chúc bạn thành công. Thì đối với server này á, thì máu của con người cây này chế độ khó là 581 triệu máu. Thì lượng sát thương chỉ tầm 1 triệu và có thể solo được rồi. Thì đối với server Việt Nam hoặc là của NC Shop á, thì các bạn chỉ cần DPS khoảng chừng 500k là có thể solo được con boss này chế độ khó rồi. Tại vì máu của server khác bằng một nửa server này. Rồi, chúc các bạn thành công. Hẹn gặp các bạn vào kỳ tới. Bye.